đã đúng 10 giờ rồi, vậy giờ đây chúng con xin mời cha xứ, xin mời cha xứ có đôi lời và giới thiệu đức cha với cộng đoàn. Xin trân trọng kính mời cha xứ. First of all, I'm very glad to introduce to all of you our beloved Bishop Michael Elson, Bishop of our full diocese. Your Excellency, it is an honor, great honor for all of us, parishioners of Our Lady of Fatima, to have you here to celebrate the Holy Eucharist, to honor Our Lady of Fatima, and to bless Our Lady of Fatima statue over here. We all be parishioners of Our Lady of Fatima, warmly welcome you with all our hearts. Your presence is a precious gift for our parish today. We thank you for your support and love during the last year. We always remember you in our prayers with you, Bishop Olson. Don't forget us in our prayer. It's also an honor for me to welcome all distinguished guests and friends. Now let me say a few words in Vietnamese language. Trước hết con xin giới thiệu với toàn thể quý ông bà và anh chị em đức cha quý mến Michael Exxon giáo phận phố của chúng ta. Chúng con cũng xin kính chào toàn thể các quan khách và các ân nhân của giáo xứ. Kính thưa đức cha, thật là một niềm hãnh diện lớn lao cho chúng con, toàn thể anh chị em giáo dân giáo xứ Đức Mẹ Fatima được đón tiếp đức cha cử hành bí tích thánh thể. Để tôn kính Đức Mẹ Fatima là thánh bổn mạng của giáo xứ trong dịp đặc biệt kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima và làm phép tượng Đức Mẹ đây, chúng con toàn thể giáo dân xứ Đức Mẹ Fatima chào đón Đức Cha và tất cả quý vị ân nhân và quan khách với tất cả tấm lòng chân thành của chúng con. Sự hiện diện của Đức Cha và quý vị quan khách là một quà tặng quý giá cho giáo xứ chúng con. Chúng con cảm ơn sự nâng đỡ và thương mến của Đức Cha dành cho chúng con trong những năm vừa qua. Chúng con luôn luôn nhớ Đức Cha trong lời cầu nguyện của chúng con. Với Đức Cha, xin Đức Cha đừng quên chúng con trong lời cầu nguyện của Đức Cha. And now we ask you to begin the rite to bless the statue of Our Lady of Fatima. Cho nên chúng con xin kính mời Đức Cha bắt đầu nghi thức làm phép Đức Mẹ. I invite Bishop to go up to the stage and cut the ribbon. Đức Cha nên mà cắt băng khánh thành. Thank you.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Peace be with you. My brothers and sisters, we have gathered here in joy for the solemn blessing of this statue of the Blessed Virgin Mary under the title of Our Lady of Fatima. This statue will remind us of the close ties of Mary to Jesus Christ and his church. First of all, she is Christ's mother, the mother of the visible image of the invisible God. She is also the image and the model of the church, and she is its exemplar. In Mary, the church joyously contemplates the image of all that the church itself desires and hopes to be. The church recognizes in our Blessed Mother the model of the path and the practice it must follow to reach complete union with Jesus Christ. As the spouse of Christ, the church raises its eyes to Mary, the exemplar it must look to in carrying out the work of the mission and apostolate of Christ's church. We should work hard and strive to take part in this service with the greatest intensity and reverent devotion. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bà Elizabeth được đầy Chúa Thánh Thần và kêu lớn tiếng rằng: Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ và con lòng bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời bà chào, thì hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Và Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa và thần trí tôi hoan hỷ trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Vì Chúa đã đoái nhìn đến phần hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước. Vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại và danh Ngài là Thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những ai kính sợ Chúa. Elizabeth cried out in a loud voice and said, Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? For at the moment the sound of your greeting greeted my ears, the infant in my womb leaped for joy. Blessed are you who believe that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled. And Mary said, My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God my Savior. For he hath looked upon his handmaid's lowliness. Behold, from now on will all ages call me blessed. The mighty one hath done great things for me, and holy is his name. His mercy is from age to age to those who fear him. The words of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Phần thánh vịnh xin thưa. Hãy ca ngợi danh Thánh Chúa đến muôn đời. Hãy ca ngợi danh Thánh Chúa đến muôn đời. Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi. Nào ca ngợi danh Thánh Chúa đi. Chúc tụng danh Thánh Chúa từ giờ đây cho đến mãi muôn đời. Hãy ca ngợi danh Thánh Chúa đến muôn đời.
Ca ngợi danh Thánh Chúa từ rạng đông tới lúc chiều tà. Chúa siêu việt trên hết mọi dân, vinh quang người vượt xa trời cao thẳm. Hãy sanh tẩy thượng đế Chúa ta, đấng ngự chôn cao vời, cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất. Kẻ món hèn Chúa kêu ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo tung người cắt nhát từ đống phân cho, đặt ngồi chung với hàng quyền quý dân người. Mary, so that we can receive Jesus, and we jump for joy even in the midst of our fears, as Our Lady of Fatima appeared 100 years ago with the miracle of the sun at the same time that communism was beginning to wreak havoc upon the world in Russia and beyond. In that very frightening time, Our Lady appears, mindful of the fears of her children, and also pointing the way to Jesus, the way of the Rosary, the way of the Word of God, and the way of the Word made flesh in the celebration of the Eucharist, as well as in the mission of the truth. You have been brought here over along a large ocean under the guidance of Our Lady of Fatima, for she never breaks her promises. She has been with you through suffering and has helped you to be present here with the mission of the Church, of the presence of Christ, in the face of many lies, in the face of much oppression. May this statue be a constant reminder of her patronage of your parish and of your families. May her presence help you to become closer to each other as a family, at times divided in misunderstanding because of language or culture, but nonetheless united in love, the love of Our Lady of Fatima, who always shows us Jesus. Let us glorify our Savior, who chose to be born of the Virgin Mary, and let us pray to him, saying, Đáp ca xin thưa, lạy Chúa qua lời cầu bầu mẹ Fatima xin nhậm lời chúng con. Lạy đấng cứu thế nhờ quyền lực của ơn cứu chuộc Chúa bảo vệ mẹ Maria khỏi mọi vết nhơ của tội lỗi. Xin đừng để chúng con phạm tội mất lòng Chúa. Chúng con cầu xin Chúa, lạy Chúa qua lời cầu bầu của mẹ Fatima, xin nhậm lời chúng con. Lạy Chúa là và là đấng cứu chuộc nhân loại. Chúa ngự trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm và mẹ đã trở nên cung thánh điện của Chúa Thánh Thần. Xin biến tâm hồn chúng con cũng được trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần. Chúng con cầu xin Chúa, lạy Chúa qua lời cầu bầu của mẹ Fatima, xin nhậm lời chúng con. Lạy Đức Kitô linh mục thượng phẩm, mẹ Maria đã đứng dưới chân thập giá trên đồi Canvê. Qua lời cầu bầu của mẹ Maria, xin cho chúng con cũng được chia sẻ niềm vui mừng tình yêu khổ giá của Chúa.
Chúng con cầu xin Chúa, lạy Chúa, qua lời cầu bầu của mẹ Fatima, xin nhầm lời chúng con. Lạy vua của các vua, Chúa đã đưa mẹ Maria cả hồn lẫn xác về trời. Xin giúp chúng con luôn biết hướng tâm lòng về những sự trên trời. Chúng con cầu xin Chúa, lạy Chúa, qua lời cầu bầu của mẹ Fatima, xin nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa Trời Đất, Chúa đã đăng quan mẹ Maria và đặt mẹ làm nữ vương thiên đàng. Xin cho chúng con được thông phận hạnh phúc vương quốc với mẹ trên thiên đàng. Chúng con cầu xin Chúa. As we are gathered here together like the apostles with the mother of Jesus, let us also, like them, offer our prayers to God. Lord God, we acknowledge your infinite glory and the abundance of your gifts. Before the foundation of the world, you appointed Christ the beginning and end of all things. You chose the Blessed Virgin Mary as the mother and companion of your Son, the image and model of your church, the mother and advocate of us all. She is the new Eve, through whom you restored what the first Eve had lost. She is the daughter of Zion, who echoed in her heart the longings of the patriarchs and the hopes of Israel. She is the poor and lowly servant who trusted solely in her Lord. In the fullness of time, she was delivered of the Son of Justice, the day spring from on high, your Son, Jesus Christ. In her flesh, she was his mother, in her person, his disciple, in her love, his servant. Father, may your children who have provided the statue of Mary, of Our Lady of Fatima, know her protection and trace in their hearts the pattern of her holiness. Bless them with faith and hope, love and humility. Bless them with strength in hardship and self-respect in poverty. Bless them with patience in adversity and kind-heartedness in times of plenty. May they search for peace, strive for justice, and realize your love as they pursue their journey through life toward your heavenly city, where the Blessed Virgin Mary intercedes for us as mother and reigns as queen. We ask this through Christ our Lord. Amen. Amen. Thank you.
Xin mời quý vị đứng hai bên hông của tượng đài, lui về phía sau 3 bước để cho các em chuẩn bị dâng hoa. Xin mời tất cả quý vị hai bên tượng đài lui về 3 bước. Lạy mẹ Fatima, đoàn chúng con xin cúi đầu chào mẹ và chúc tụng thiên mẹ cao sang. Thưa mẹ, để kỷ niệm 100 năm mẹ hiện ra tại làng Fatima, chúng con xin dâng lên mẹ những đóa hoa lòng để tỏ lòng thành kính mến yêu mẹ của mỗi người con trong giáo xứ Đức Mẹ Fatima đây. Mẹ ơi, phép lạ là mẹ làm cho mặt trời múa sáng tung tăng cùng ba mệnh lệnh mẹ truyền cho nhân gian năm xưa. Hãy mau quay về thống hối tội đời, hãy tuân sùng trái tim mẹ và hãy siêng năng lần hạt mân côi. Trăm năm đã trôi qua, lòng mẹ thương vẫn luôn kêu mời. Nhưng mẹ ơi, thế giới vẫn còn đầy tang thương, lòng người vẫn luôn hận thù căm ghét, chiến tranh vẫn còn mãi chưa dừng lại. Xin mẹ ban cho chúng con biết lắng nghe theo tiếng mẹ kêu mời, biết dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì chính Ngài đã ban cho chúng con người mẹ hiền là chính mẹ. Mẹ là sứ giả tin mừng từ trời cao để dẫn dắt đoàn con đến gần với Thiên Chúa, tin vào tình thương bao la của Ngài và quay về bên Ngài. Xin cho hết mọi người chúng con và toàn thế giới được yêu mến mẹ nhiều hơn. Xin năng thi hành ba mệnh lệnh mẹ truyền và luôn chào yêu mẹ bằng kinh kính mừng là tiếng chung chiều Ave Maria cho trọn tiếng này đây. Thank you.
chẳng giỏi lên, chẳng ơi là chẳng ân chẳng sáng, chẳng ơi là chẳng ân chẳng soi, chẳng ơi là chẳng ơn chẳng ơi, chẳng ơi chẳng là chẳng ân chẳng sáng soi, chẳng ơi chẳng là chẳng ân chẳng sáng soi. Chẳng là chẳng, anh chẳng sáng soi rồi. Thank you.
Bây giờ chúng ta sẽ tiến vào nhà thờ.